người yêu Hùng không? Đây. Ok chưa? Người yêu tôi đây nè. Đẹp nha. Rồi, rồi, ok chưa? Đó. Đẹp ơi. Ok chưa? Đó. Đấy, đẹp ơi. Đừng thắc mắc nữa nha. Cô ấy đây. Ok. Sai. Đẹp ơi. Ok. Cái gì? Đang khỏe, đang yêu. Đang ngồi, đang đi, đang đi đi du học bên Hàn. Sắp về rồi, Cho xem lại. Đây nha, người yêu tôi đây nha, đừng phải đây nha. Có thấy không? Cho xem rõ luôn, cho xem rõ mặt luôn. Ok chưa? Đây đây. Ok chưa? Cô nói chuyện với nhau là hay nói bằng tiếng Hàn. À, hay là sư bà. À, anh nhận xe ô. Sao là khe ô ha. À, là bật sân bật cơ hở. À, bật sân bật cơ hở. À, sushi. À, sushi. À, sushi. À, ok. À, kimbap, kimbap. À, kimbap. À, kimbap.
Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng em đã có người yêu ạ. Em cảm ơn. Em cảm ơn rất nhiều. Cả đêm qua ho quá trời ho luôn. Trời ơi, hôm nay toàn món ngon mọi người ơi. Đặc sản luôn. Sơn hào hải vị luôn. Đây mọi người ơi. Người ta bảo là ăn gì bổ đấy. Người ta bảo là ăn gì bổ đấy. Ăn cá đúng không? Em cũng có mà. Nên là mình ăn không thích. Con đã bổ. Không biết không nói. Thank you.